đây là cô dâu chú rể nè mọi người. Bạn bè nó ngủ gần xa lời. Ấy nhìn tới đó nè. Dạ chào mọi người nha, hôm nay là gần sát bên nhà mình nó có bé hàng xóm, bữa nay là đám cưới của nó. Thì hôm nay thì mình sẽ quay clip. Mấy đứa bưng mâm đưa ra đứng hàng đi, đứng ra đi. Rồi. Thì giờ là nhà trai chuẩn bị qua bên nhà gái á mọi người. Rồi mọi người ơi nhìn em cái luôn. Bạn ơi nhìn máy cái luôn bạn ơi. Đi ra. Cho cậu trình lễ bước qua cái luôn. Phải phải chú để con quay giới thiệu thằng Thiến. Cho nó đúng bài học. Thầy ơi gì đó, nè đứng ngay đi. Qua đây đi. Qua đây hai đứa nha đi cứ. Đứng đều. Nè đi xíu qua đây cho nó mát nè. Nè gì đó nè. Nè mấy đứa chạy nè, mấy đứa chạy mấy anh trai tới kìa nè nè. Qua tay coi. Qua tay cho dễ thương nè. Làm viên đi nè, nhìn về máy quay viên chút. Quay dữ lên. Nè quay dữ lên nè mấy người đẹp. Rồi, cái gì lên nè, hài lòng cái chú ấy. Hai người đẹp gì quá chú ơi. Sửa mong cho anh. Thiệt là hài lòng. Đây thì mọi người đang chuẩn bị vào trong để làm lễ á. Rồi bây giờ chú ra đây, chú ra đây. Chú đi hai người vô đó nha. Dạ dạ, chồng vô cái. Rồi đi tự nhiên vô. Né né chồng vô mấy đứa. Né né được kìa. Hơn xích quanh chứ phải là đúng rồi đó. Rồi mấy đứa rồi. Chụp hình ơi. Khoan hết trăm ăn quả đi anh Vân quay trăm hơn ra trăm ăn quả nha cưng. Đây là cô dâu chú rể này hả mọi người. Rất là đẹp ha. Đó. Coi lại đi nha. Nói thứ nào đẳng gõ luôn nha. Cứ về luôn nha. Chú rể. Mình đi vào bên trong mình coi mọi người làm lễ không gian tiệc cưới ha. Thì đây là những cái món ăn rất là hấp dẫn ha. Này con gà cả bún ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người dịch vụ nấu ăn 6 gà. Mày này sẽ bị tôm. Dạ. Mời lấy rượu bà nào uống mới nhận đi. Vâng để uống mình chồng mà. Rồi hút. Cái shop chú là đại diện trình đó tới shop trước bỏ nghe để shop sàn này không có phụ rồi nó lấy nghe tới thì điều chỉnh không bóp luôn để ảnh có phụ rồi hơi bóp xong cùng đứng nghe nhắn lại cái chú mới chặn nó chuyển lớn lên rồi nghe lại đây là gì chú nghĩ phụ sẽ có phụ quá mọi người rồi cứ nhắc gì được dạ kính thưa họ nhà gái họ nhà trai đã đến chương trình cái lễ nhập gia mời bà nội em bà ngoại gì đi theo bác cũng được đi chú ghé phụ cầm mời hai bà ra ngay đầu bàn đi nhà gái tôi sẽ nhận lễ nhập gia cậu ơi cho con hai ly luôn nha cậu cho con hai ly dạ rồi con xin phép mời hai bà nhận chung buổi lễ mình chạm chung buổi lễ lại nhau nhìn con cái luôn nha bà ơi dạ rồi mình chạm chung cũng ly dùng con cái luôn nha bà bà cũng ly dùng con cái luôn nha cũng ly dùng con dạ rồi đây con bắt trình lễ rồi bắt trình lễ nhìn ba con cái luôn ba cậu ơi dạ con mời cậu nhìn con cái luôn nha hai ba rồi con cảm ơn nhiều luôn bây giờ cha bắt đầu cha cái mình không chú rể cha trước nha cha từ từ nha về cái nhà tên thấy một cái chứng luôn vừa thôi rồi cố gắng cho mâm thấp giùm em nha che mặt chú rể em là nghịch luôn nha mấy đứa chụp sao đi để nó trao từ mâm đẳng trước nha rồi nó trao đặt rồi mấy đứa hãy chụp rồi trao mâm đẳng đi trao từ từ tới đi rồi tới luôn kế luôn mọi người ơi môi nở nụ cười mọi người ơi ăn ghế ơi, ghế người máy ăn ghế ơi. Rồi bên nhà gái nhận mâm hở đường ra chơi đi cho người ta đi vô. Rồi nhà gái nhận thì nhanh trai luôn ăn bước đi cho người đó ta vô. Luôn ăn bước. Thôi được rồi cưng, cho vô đi, người lớn vô đi. Người lớn vô trước.
đứng đó đi được rồi, vô đi người đó vô. Sao không vô mày cái hàng kia, sao không đi ngay giữa đây trời? Nè nè, sao đi ngay cái giữa này giùm con? Rồi có mời cô mời gì mình đi đường giữa đi vô giùm con. Anh Nam ơi giờ vỗ tay giùm em cái luôn nha. Rồi. Cuốn tới lại sao ra nói ngồi mấy đứa ăn sao cuốn lên mấy đứa. Chúng mình là bỏ sao cho anh đứa kêu nhỏ cuối cùng nó cuốn lên. Đứng đứa xe, cho anh dễ đi vô cái anh ơi. Đủ vô đi cho chú kể cho mấy anh ơi, vô đi cho chú kể vô. Đi luôn cô đừng để dắp quẩy cô. Né né ra chứ. Rồi, cố gắng cho thấp mâm xíu nha, cho thấy mặt mọi người cái luôn nha. Rồi, vô đi, từ từ vô đi. Rồi, vỗ tay, từ từ lên, từ từ văng. Trời ơi, không đi như cái máy vậy. Rồi, vô đi. Rồi, mâm đồ bước tới luôn. Đây tiếp tục thì về sau sẽ bưng mâm vô trong đó mọi người. Vậy. Né né đường cho mâm người ta vô đi, dẹt đường cho mấy đứa đi chụp hình đi. Vô đi. Rồi mâm nặng thì kinh tiếp thì tốt quá rồi, kinh luôn. Kìa kinh tiếp em cầm bia kìa. Bạn mà chắc nổi mà, chắc nổi. Kinh vô luôn. Giờ sau khi mà nhà trai bưng mâm qua nhà gái thì bây giờ sẽ vô trong chụp lễ á mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng mình đi vào bên trong ha. Alo. Đây thì giờ mọi người vào trong ha. Bia nặng lắm nha. Rồi mọi người ơi, mọi người nhìn máy giùm anh luôn. Đấy, rồi bạn ơi, người giữ nụ cười tươi các bạn ơi. 2, 3, dạ cô chú ơi, con mời cô chú quay lên con tiếp. Cô chú ơi, đây, 2, 3, giữ nụ cười tươi bạn ơi. Rồi, ok. Xin chào, đứng chạy bắt tay ngay, ngồi xuống. Xin chào, hai xin chào, đứng chạy bắt tay ngay. Rồi, ngồi xin nào. Rồi, mấy đứa để mâm xuống đi ra đi con. Để mâm xuống bàn đi. Thank you.
chở vô 10 cái máy bao đá, bao bao đá. Còn cho quà lấy thôi. Nhà gái còn chờ nãy giờ nhà gái cho hết đi. Cho hết đi, cho hết đi. Thì ở đây trước họ nhà trai là đợt thứ 10 có cho cô dâu 2 cây nhẫn vàng 24, rồi 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc kiềng, là 1 chiếc con heo. Đây là sợi dây chuyền cho chú rể, còn sợi dây chuyền cho cô dâu, 1 cây kiềng, 1 chiếc nhẫn, đó là của hồng môn bên họ nhà gái. Nè đeo luôn đi. Cho đeo luôn đi. Đây mình xuống dưới đây mình coi dịch vụ nấu ăn ha. Để nó ngồi cả chục bàn nữa mà sao biết đó. Chuẩn bị món ăn nè mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Món bò. Bò xào. Bò nướng. Ồ, bò nướng hả? Bò nướng. Đó là dịch vụ nấu ăn. Chỗ đâu để? Tôm chiên nha mọi người. Có hấp dẫn luôn. Tôm chiên giòn. Đây là cái cây ăn dùng để tráng miệng. Đây thì giờ cô dâu chú rể sẽ mời rượu gia đình hai bên, nhà trai nhà gái là bên ba mẹ hai bên đó. Và tình yêu càng trở nên tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn khi hai trái tim yêu đã tìm được một nửa yêu thương. Và quyết định năm nay xin mời Tổng thái hiền cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón đôi uyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất và đáng ngời nhất trong đời sáng ngày hôm nay. Xin mời đôi uyên ương cùng nắm tay nhau tiến lên lễ đài hạnh phúc. Đang chụp hình lưu niệm với cô dâu chú rể nè. Ảnh lưu niệm ha. Ủa nghe đâu rồi, anh đâu rồi. Đây thì giờ nhà trai với nhà gái sẽ chụp hình. Cô anh giàu à, có gì còn đám cưới nha. Đây chị có tao đúng không? Có nữa. Có đây. Ăn mồm vui ngon miệng ha. Mặt mình cái phía ra nè. Sao không có tao đây. Bà là uống đi nè, uống tắm cưới nha. Bà là uống chú. Giang bé, ghế. Sau khi nãy giờ nhà trai qua nhà gái rồi thì giờ nhà trai chuẩn bị về á mọi người. Thì mọi người chuẩn bị bưng mâm ra về á. Bỏ hết mấy kia đi, mấy cái nào của mình nghe không có mình cho cá rồi. Hết chụp không? 2, 3, 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
tí qua nhà con gỡ. Dạ, cái bàn kia xíu đó, gốc rồi. Cái bàn này. Qua lắm. Hàng cô dâu chú rể.